Nhớ rửa cải thảo qua nước 5-6 lần và vắt khô nha. Ok, sau đó mình sẽ cho phần gốc vào trước. Mình sẽ nhồi những cái rau củ cắt thái đã tẩm gia vị vào bên trong các góc cạnh của bẹ cải. Rồi tiếp tục cho tất cả những phần cải thảo còn lại vào và trộn đều tay lên. Mình sẽ bóp nhẹ tay cho tới khi nào cải thảo mềm và thấm đều gia vị. Bước cuối cùng là cả nhà sẽ cho vào đó là nửa muỗng nước mắm. Đó, trộn đều thêm chút nữa rồi mình sẽ cùng nhau đi ủ kim chi nha. Hoa Si sẽ cho vào hũ thủy tinh như thế này và lót phần dưa leo đã thái mỏng bên dưới đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ sắp đều kim chi vào thôi. Cả nhà sắp đều tay xong sẽ mang đi ủ từ 6 đến 8 tiếng nha. Như Hoa Si khuyên á, cả nhà sẽ ủ 6 tiếng trước, sau đó mình sẽ lấy ra mình thử xem có đủ vị chua của mình chưa. Còn nếu á khẩu vị mà muốn ăn chua hơn nữa thì cả nhà ủ thêm 2 tiếng nhớ nha. Ok, bây giờ thì Hoa Si sẽ mang đi ủ nè. Hoa Si sẽ ủ trong vòng 6 tiếng rồi lấy ra cho cả nhà xem nha. Đó, xong rồi nè.